Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi kể mà Thi ngồi trong đây mà ở ngoài trời á, là trời gió và đang chuyển mưa rất là dữ dội các bạn. Cho nên Thi ngồi trong đây á, mà Thi kể chuyện ma thì nó hơi rùng rợn cho Thi quá. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện của một bạn ở Gia Lai. Và bạn gửi cho Thi câu chuyện này, bạn yêu cầu Thi giấu tên và giấu luôn cái xưởng mà bạn đã làm việc. Thì cái xưởng này là xưởng cơm cháy các bạn. Bạn nói là ai ở Gia Lai là đều biết cái xưởng này hết, tại vì là cái thương hiệu cơm cháy này rất là nổi tiếng. Có hai cơ sở, cơ sở thứ nhất là nằm ở trên đường Lê Lợi và cơ sở thứ hai là nằm ở đường Lê Đại Hành các bạn. Thì bạn kể rằng là cái thời gian đó bạn làm thì xưởng thứ nhất là có một cái phòng ở phía sau và phòng trên gác các bạn, thì thường là ông bà chủ cho nhân viên ở lại luôn. Thì dân mà làm trong xưởng này thì chủ yếu là dân Phú Yên các bạn, cho nên người ta cũng cần một cái chỗ ngủ lại mà không cần phải đi thuê nhà. Thì thường là cái gác này á là ban ngày ban đêm gì nó cũng âm u như nhau, nó không có dạng như là nó không có cửa sổ mà chiếu ánh nắng vào, thì nó dạng như một cái phòng bích bùng và có một cái cầu thang mà bằng sắt để đi lên thôi. Thì cái thời điểm đó là có khoảng ba bốn người ngủ lại tại đó, nhưng mà cái thời gian đó thì tự nhiên là mấy người kia là không biết làm sao mà người ta lại nghỉ làm hay là người ta lại dọn đi mà dạng như thuê cái phòng trọ để ở các bạn. Thì lúc đó thì chỉ có hai người ở lại, bạn gọi hai người đó tên là K và B các bạn. Thì một hôm là K đi chơi mà không có về ban đêm các bạn, thì chỉ có một mình B đang ngủ ở trên cái gác đó. Thì con bé B này nó đang ngủ ở trên đó thì nó nghe một cái tiếng guốc lọc cọc mà các bạn tưởng tượng là cái tiếng guốc gỗ á các bạn, và nó gõ xuống đất. Nó gõ xuống đất thì bạn bạn B này sau khi mà nghe cái tiếng đó thì cứ nghĩ là cái chị K về, thì bạn mới với ra bạn hỏi là chị về hả chị, nhưng mà không có tiếng trả lời và cái tiếng guốc đó nó cũng im bặt luôn. Thì bạn không thấy trả lời thì bạn mới phi xuống, bạn phi xuống cái gác. Thì bạn bạn kể cho Thi nghe thì bạn nói con bé B này nó cũng hơi gan một chút xíu, hơi gan dạ. Thì nó mới chạy xuống dưới nhưng mà không có ai hết, thì nó mới vòng lên và nó ngủ tiếp. Thì khi mà nó ngủ á thì lại lần thứ hai là khoảng gần hơn 1 giờ sáng là nó lại nghe một cái tiếng guốc, mà cái tiếng này là đi lên cái cầu thang bằng sắt đó các bạn, đi lên mà kêu cọc 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 cọc. Nhưng mà nó nằm nó lắng tai nó nghe, thì một chút xíu sau thì nó lại thấy một cái bóng người con gái, và người con gái này mặc áo trắng, tóc dài và đi lướt qua cái chỗ nó nằm. Thì lúc này là nó trùm mền, nó sợ quá và nó trùm mền nó ngủ luôn tới sáng luôn các bạn, nó cũng không có dám mở mền ra. Thì tới sáng hôm sau thì tự nhiên là nó bị sốt, nó bệnh. Thì con bé này là trước khi mình nó vào trong cái xưởng này thì người ta đồn là nó đã bị người anh theo trước khi vô làm đó rồi. Cái gương mặt của nó thì không biết diễn tả làm sao, lúc quá thì hồng hào rất là xinh, nhưng mà có lúc quá thì mặt mày xám xịt và nó nhìn vô cái mặt nó đờ đờ, nó kỳ cục dữ lắm. Thì sáng hôm sau là nó bị bệnh các bạn, và nó sốt cho nên nó xin chủ là cho nó nghỉ ngày hôm đó. Thì nó nằm ở trên cái gác đó để mà nó nghỉ. Thì khi mà đang nằm ở trên gác thì tự nhiên là nó nhìn thấy có một ông già các bạn, và ông già này á là mặc nguyên một bộ đồ đen mà nhìn ổng mờ mờ ảo ảo nhìn ghê dữ lắm, cho nên nó là nó rất là sợ. Thì ổng mới bắt đầu đẩy nó ra ngay chỗ cái mé dưới cầu thang á, là ổng chửi nó và ổng kêu nó là nhảy xuống đi, mày nhảy xuống mày chết đi. Thì đồng thời lúc đó là nó thấy có nhiều đứa con nít đang chạy xung quanh nó và la giỡn rất là dữ. Còn riêng ông già đó là vẻ mặt rất là căm giận và kêu nó là nhảy xuống cái dưới đất đó, là ở trên ghét thì nhảy xuống để mà chết đi. Thì nó quá sợ và nó giật mình thức dậy. Thì lúc này nó thấy nó đang nằm, tại vì nằm là nằm ngủ phía trong, nhưng mà khi mà giật mình á thì nó lại thấy nó đang nằm phía mé ngay cái gác luôn, và giống như là chỉ còn một chút xíu nữa thì nó bị rơi xuống dưới cái gác đó đó các bạn. Các bạn học sinh đi học về hơi ồn ào một chút xíu. Thì đó, thì sau khi mà nó giật mình thì nó quá sợ và nó chạy xuống đất. Nó chạy xuống đất thì nó ngồi ở dưới các bạn, nó không dám lên, mà mặc dù là mệt dữ lắm, nó rất là mệt luôn, mà nó chỉ dám ngồi dưới nó nhìn những anh chị khác làm việc thôi, chứ nó không dám lên gác để mà nó nghỉ. Thì sau đó là trong vòng 1 tuần lễ thì nó không bớt bệnh, nó cứ bệnh liên tục như vậy á.
Thì nó xin với chủ là cho nó về quê để mà trị bệnh và sẵn đi xem thầy coi làm sao. Thì sau khi mà nó nghỉ thì nó gọi điện lên cho những bạn còn làm, thì nó nói rằng là khi mà về tới quê là tự nhiên nó hết bệnh các bạn. Nó hết bệnh thì sau khi khoảng chừng một thời gian sau thì nó trở lại, thì lúc này nó đã khỏe mạnh rồi. Thì nó có kể rằng là nó bị một cái vong người nam 32 tuổi dân tộc đi lên núi để mà kiếm củi các bạn, và bị té và chết ở trên núi. Thì không hiểu sao mà nó bị cái ông này theo, nhưng mà về người ta cũng chưa có biết được rằng là có trục được cái vong đó hay chưa, người ta chỉ cho nó biết rằng là nó bị người đó theo thôi. Thì sau đó là ông chủ bà chủ của cái xưởng cơm cháy này cũng nói chung là cũng rất là mê tín dị đoan, thì có mời dạng như là có một hôm là ở cái cơ sở thứ hai, là cái cơ sở thứ nhất là cái chỗ mà có cái ghép, còn cái cơ sở thứ hai á thì một hôm là hầu như là hai cơ sở là ổng đều có gắn camera để mà quan sát nhân viên các bạn. Thì ổng cũng hay thức khuya để mà xem đá banh đó, thì ổng hay mở camera lên để ổng quan sát xem buổi tối thì sao. Thì lúc đó là khoảng hơn 2 giờ sáng thì ổng có mở camera lên để mà ổng quan sát thêm xem là hai cái xưởng động tĩnh thế nào. Thì ổng thấy có một cái bóng của một thằng con trai các bạn, và cái bóng này bóng màu trắng. Thì ổng nhìn thấy đứa này nó rất là lạ, và ổng nói ủa sao thằng này lạ quá, có đứa nào dẫn bạn bè lạ vô chơi không, tại vì ổng cũng không có đồng ý cái chuyện mà dẫn người lạ vào. Thì ổng mới gọi điện cho những cái đứa mà ngủ lại tại cái xưởng đó, thì do là khuya tối rồi cho nên nó là hầu như là đứa nào nó cũng ngủ hết các bạn, nó không có bắt máy. Thì ổng sau khi gọi không được thì ổng bắt đầu sáng đó ổng thức sớm để ổng chạy qua, thì ổng hỏi thì hầu như đứa nào nó cũng không biết hết, nó nói là không có, không có ai dẫn bạn vô, mà hầu như là tụi nó ngủ rất là sớm, đâu có ai mà thức mà 2 giờ mấy sáng đâu. Thì khi mà ổng nghe vậy thì ổng cũng hơi ớn ớn rồi. Thì sau một khoảng thời gian khác thì ổng lại nghe một cái thằng nhân viên kể lại là thằng đó đang ngồi đang đứng để nướng cơm á các bạn, nướng đứng đứng ngay cái máy để mà nướng cơm cháy á. Thì tự nhiên thằng đó nó thấy một cái thằng con trai, và cái thằng con trai này cái mình là hình dáng của con người các bạn, nhưng mà cái gương mặt là của con khỉ đang đứng nhìn nó cười. Thì nó rất là sợ và nó chạy đi luôn chứ nó không dám đứng đó. Thì nó kể lại cho ông chủ nghe. Thì sau khi mà nghe như vậy thì hai ông bà chủ có mời thầy về, và mời thầy về thì ông thầy là ổng đi qua cái cơ sở mà có cái ghét trước. Thì ông thầy nó nói rằng là cơ sở có cái ghét này có rất là nhiều vong hồn ở phía dưới đất, có là có nhiều bộ hài cốt, mà cái này thì bà chủ bà biết các bạn, nhưng mà bà chủ thấy rằng là những cái hài cốt đó họ không có quậy, cho nên bà chủ cũng im luôn không có nói. Nhưng khi mà ông thầy đó qua thì ông thầy đó cũng nói rằng là có rất là nhiều những cái vong linh ở đó, nhưng mà hầu như là người ta chỉ phù hộ thôi chứ người ta không có phá, chịu khó là cúng kiến cho người ta hàng tháng thôi. Và khi mà ông gặp cái con bé mà bị bệnh lúc mới nãy thì kể đó, thì ông mới nói rằng là có cái vong theo, ổng mới cho nó một cái lá bùa và dặn nó lúc nào cũng phải đem theo bên người, đừng tháo ra. Thì từ khi mà nó đem theo bên người thì nó không còn bị bệnh vặt, mà cái gương mặt nó cũng không còn đờ đẫn nhiều nữa các bạn. Thì những người mà bị vong theo vong dựa là thường là họ hay thay đổi sắc mặt lắm, có đôi lúc các bạn nhìn thấy họ rất là đẹp, hoặc là có đôi lúc các bạn nhìn thấy họ đờ đẫn mà họ xấu làm sao đó. Thì đó là những người có hiện tượng mà bị vong theo các bạn. Thì khi mà ổng coi cái xưởng đó xong thì ổng qua cái xưởng thứ hai. Thì khi mà qua cái xưởng thứ hai á, cái cơ sở thứ hai, thì ổng mới nói rằng ngay chỗ cái giếng là có hai thanh niên chết ở đó rất là lâu rồi, và có một trong hai đứa đó là đã thành quỷ cho nên nó mới phá và nó mới kiếm chuyện nó quậy như vậy. Thì ổng bắt đầu mới lập đàn. Thì lúc này thì cái con bé mà kể cho Thi nghe thì nó không có rõ cái việc mà khi mà ổng lập đàn như vậy, thì sau khi mà nó chỉ biết rằng có lập đàn thôi mà không biết diễn tiến làm sao, nhưng mà sau khi ông thầy đó làm rồi thì hai cái xưởng hoàn toàn bình thường hết. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ che cái tên bạn lại để mà up lên trên web của Thi nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện của tháng 5, kể về ở dưới quê Vĩnh Long, quê của Thi. Là con bé kể cho Thi nghe là nó kêu Thi bằng cô, nó gửi rằng cách đây khoảng 2 3 năm trước rồi, là mỗi năm là gia đình của nó là gồm ba mẹ
Và ba chị em nó là đều qua, tại vì quê thì ở bên Cần Thơ, nó sống bên Cần Thơ các bạn, nhưng mà mỗi năm đều qua Vĩnh Long để mà làm đám giỗ cho ông bà nội hết. Thì giữa năm là đám giỗ của bà nội, cuối năm là đám giỗ của ông nội, thì hầu như là năm nào gia đình cũng về. Thì do là gia đình bên nội cũng rất là đông các bạn, đông người cho nên không có chỗ ngủ lại, thì ba mẹ con bắt đầu mới đi ra ngoài khách sạn để mà mướn phòng, mà cũng cách gần thôi, mà nó cũng không có nêu tên cho Thi cái khách sạn này. Chỉ biết đó là cách nhà nội nó là khoảng 500 m, cũng gần lắm, đi bộ lại cũng được các bạn. Thì khi mà lần đầu nó ngủ thì chuyện nó cũng lâu rồi và cũng không có sự gì xảy ra nên nó cũng không đáng nói, và chỉ có lần thứ hai mà tới bây giờ nó vẫn còn sợ và ám ảnh các bạn. Thì khi mà đến thuê phòng á, là ông chủ của khách sạn kêu là ba mẹ con giữ ở phòng đầu nha, nhưng mà mẹ không chịu, mẹ của nó nói rằng thôi lấy phòng thứ hai, mẹ cũng không thích cái phòng đầu. Thì hôm đó là khoảng chiều chiều thì ba mẹ con đến đó tắm rửa, thì tối một chút xíu là ba nó đến, thì ba nó chỉ đến thăm ba mẹ con thôi, sau đó thì thăm xong thì ba sẽ về đằng nhà nội để mà nhậu chung với mấy bác, không có ngủ lại, chỉ riêng ba mẹ con ngủ lại thôi. Thì đêm đó là khoảng 10 giờ rồi thì mẹ nó và hai em nó là đã ngủ trước các bạn, lim dim ngủ trước rồi, còn nó thì chưa có ngủ, nó cầm cái điện thoại để mà nó chơi game. Thì đang chơi như vậy thì tự nhiên nó nghe một cái tiếng, và nó nói rằng đó là cái cửa của phòng khách sạn này có ba cái chốt gài, và nó cũng không hiểu sao mà lại kỹ đến nỗi mà làm một cái khóa, là cái khóa cửa rồi một cái chốt gài ngang ở trong các khách sạn lớn chúng ta hay thấy đó các bạn, và có thêm một cái chốt gài gài ngang qua giày nữa, và cái một cái chốt gài dây xích đó, là ba cái chốt. Mà nó nói rằng là nhà chủ thì thức kế bên là thức suốt 24/24, mà cái rào thì nó rất là cao, mà không hiểu sao cái phòng lại làm kỹ như vậy. Thì chính tay nó khóa cái cửa phòng, thì đang nằm chơi game vậy thì tự nhiên là nghe một cái tiếng mà giống như là có người nào dùng hai cái bàn tay các bạn, và hai cái bàn tay này đập vào trong cái cửa phòng, đập mà rầm rầm rất rất là lớn luôn. Và khi mà nghe tiếng đập vậy là trong đây là ba mẹ con đều giật mình, ba mẹ con giật mình, xin lỗi các bạn là có ba mẹ con thôi chứ không phải là có 24 mẹ con đó. Thì ba mẹ con giật mình hết, thì lúc này mẹ nó kêu là mở cửa ra, tại vì nghĩ rằng á là lúc này cũng chưa có trễ lắm, cho nên có thể là chủ khách sạn người ta có chuyện gì người ta kêu. Thì khi mà nó mở cửa ra thì hoàn toàn ở ngoài hành lang không có ai hết các bạn, và nó bước hẳn ra ngoài luôn. Thì nó quan sát rằng á là cái dãy khách sạn đó chắc cũng cỡ 10 phòng mà nó rất là âm u, tại vì lúc đó tối rồi, người ta cũng không có mở đèn hành lang, mà chỉ có cái phòng ở nhà chủ ở bên ngoài là kế bên đó, là người ta mở đèn hắt ra, rồi ở ngoài đèn đường đó là hắt vào, cho nên là hoàn toàn không có ai đó. Thì nó đi vào, nó nói với mẹ nó là không có ai hết mẹ ơi. Thì mẹ nó không biết sao thì mẹ nó kêu rằng thôi đi ngủ đi. Thì lúc này đó là khoảng chừng 15 phút sau, thì lúc đó là mẹ nó cũng đã ngủ rồi các bạn. Thì kỳ này lại nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này không có đập rầm rầm như là mới nãy nữa, mà dùng cái ngón tay mà gõ vào trong cửa các bạn, gõ cốc 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 vậy nè, và cứ hả gõ ba bốn lần như vậy thì ngưng, ngưng xong chút xíu sau lại gõ tiếp ba bốn lần nữa. Thì nó nằm nó nghe, và kỳ này nó lại tiếp tục nó ra nó mở cửa, mà nó nói rằng là mẹ con cũng có nghe, nhưng mà chắc là mẹ con mê mệt quá nên mẹ con ngủ, mẹ cũng con cũng không thèm quan tâm, kệ luôn. Thì sau đó nó có bước ra nó mở cửa mà không thấy ai ngoài đó hết các bạn. Thì nó đi vào, nó nằm được một chút xíu thì nó lại có cảm giác giống như là ở ngoài cửa là có ai đang, giống như là có mấy người mà đứng mà giống như va vào nhau ành ành vậy nè, giống như là không biết diễn tả cho các bạn nghe sao, mà giống như ai mà đứng đánh lộn ngoài đó vậy các bạn, làm rầm rầm và đụng vào trong cái cửa đó. Và ba mẹ con không ai ngủ được hết các bạn, tới sáng luôn. Thì sáng hôm sau là có kể lại cho cái ông chủ khách sạn nghe, thì ổng cười và cái gương mặt ổng biến sắc, mà nó nói rằng là biến sắc mà thấy rõ luôn cái gương mặt của ổng là tự nhiên biến sắc, nhưng mà ổng cứ cười vậy như là không có gì đâu, làm gì có. Thì khi mà nó về nhà nội thì nó có kể là cái chuyện này cho việc cô giáo của nó nghe. Thì cô giáo nó nói rằng cách đây khoảng mười mấy năm trước là chỗ ngay tại cái chỗ mà cất khách sạn đó là có hai xe khách đụng nhau các bạn, người chết rất là nhiều, và những cái vong đó là rất là phá, mà linh mà phá dữ lắm. Thì sau đó là khi mà về quê mà để làm giỗ là ba mẹ con chỉ đi trong ngày,
Dạng như sáng đi rồi chiều về lại Cần Thơ thôi, chứ không dám ở lại mà không dám mướn khách sạn ngủ nữa. Thì đây là cái câu chuyện tin nhắn Thi sẽ chụp lại và Thi up lên trên web luôn. Thì thêm một cái câu chuyện ở tại nhà nghỉ nữa các bạn, chuyện của tháng 5. Và cái nhà nghỉ này ở nằm khu Suối Tiên, thì bạn này ở dưới quê lên lên thăm chị của mình, sẵn lên đi chơi luôn các bạn. Thì đi cùng với một người bạn nữa, và bạn này tên là Khánh Đan các bạn. Thì khi mà lên tới Suối Tiên, là từ dưới quê mà lên tới Suối Tiên là nó đi tầm 6 giờ tối, mà tới gần 1 giờ sáng nó mới tới Suối Tiên. Thì chắc Thi nghĩ rằng quê nó chắc cũng xa các bạn. Thì sau khi đến thì nhỏ bạn của nó đó là gọi cho chị mà gọi hoài cho chị ruột nhưng mà không bắt máy. Không bắt máy thì hai đứa mới quyết định là thuê một nhà nghỉ để mà ngủ lại, nghỉ lại. Thì khi mà thuê nhà nghỉ rồi thì người chị của bạn nó mới gọi lại, nói là hai hai đứa bây giờ cứ thuê nhà nghỉ nghỉ đi, tại vì bên đây là có người bạn trai đang ở lại cho nên cũng không có tiện cho hai đứa qua cái phòng trọ của chị nó. Thì thuê đi rồi bao nhiêu tiền chị sẽ đưa lại cho, chị cho lại cho. Thì đêm đó là cái đêm mà lần đêm đầu tiên nó nghỉ tại phòng nghỉ đó các bạn. Thì do là quá mệt cho nên hai đứa là giật đồ rồi xong rồi nằm ngủ liền luôn. Ngủ liền thì con bé này nó có thói quen là nó ngủ nó hay trùm mền qua đầu luôn, nó trùm kín mít thôi. Thì nó có cảm giác là có ai cứ giật mền đó, ai cứ hả là nắm cái mền giật ra, thì giật kéo ra thì nó lại nắm, nó kéo lại và nó chùm lại cái mặt nó tiếp. Nhưng mà do nó quá mệt cho nên nó không có dòm xem ai, mà nó chỉ biết là nó dạng như là nó đang nhắm mắt thì nó kéo lên, bị giật ra thì nó kéo lên vài lần như vậy. Thì sáng hôm sau thì nó có chửi nhỏ bạn, nó nói là má này là cái gì đêm mà mày ngủ mày kéo mền tao hoài. Thì nhỏ bạn kia mới nói rằng đó là lãnh gì, có tao là tao tánh tao là tao ngủ như chết chứ tao không có quậy mà không có kéo mền đâu, làm gì có. Thì hai đứa cũng cho qua, tại vì không có nghĩ rằng cái đó là ma cỏ gì hết các bạn, chỉ nghĩ rằng chuyện bình thường thôi. Thì nguyên ngày hôm đó thì tụi nó đi chơi Suối Tiên rồi đi cà phê với chị, nói chung là cũng đi nhiều, tới tối khoảng 12 giờ đêm nó mới về lại cái nhà nghỉ đó để nó nghỉ tiếp. Thì cái đêm thứ hai đó thì nó tắm xong, hai đứa tắm xong đi ra, đi ra thì hai đứa chưa có kịp ngủ nữa các bạn, chưa kịp ngủ đang nằm vậy thì hai đứa cùng đang thức luôn, thì nghe một cái tiếng mở vòi hoa sen ở trong nhà tắm và đang giống như là đang tắm mà vừa tắm vừa hát các bạn, nghe rõ ràng một cái giọng nữ hát luôn và vọng ra từ trong nhà tắm. Thì hai đứa rất là sợ, hai đứa rất là sợ luôn, không có dám mà nhúc nhích gì luôn. Thì con bé mà kể cho Thiên nghe, nó với ở cái trong cái giỏ sách của nó lấy viên thuốc ngủ ra nó uống, nó kêu nhỏ bạn nó uống thôi, hay uống đi không sao, nó uống ngủ giấc cho quên luôn. Thì sau khi mà nó uống xong á thì nó lại ngủ thiếp đi tới sáng. Tới sáng làm sao thì nó có vái rằng nó là thôi hôm nay nó sẽ mua đồ, mua bánh trái, mua bánh rồi đem nhang vô nó đốt chứ đừng có cho chọc, tại vì nó ngủ tới 3 đêm rồi các bạn. Thì qua ngày hôm sau là con nhỏ bạn nó kêu thôi chuyển phòng đi đổi qua cái nhà nghỉ khác chứ đây nó sợ quá. Thì con bé này nó nói không sao đâu, mình còn ngủ lại đêm mà, thôi mình cứ mua đồ mình cúng cho người ta, chắc người ta cũng đói khát cho nên người ta mới làm cho mình nghe cái tiếng như vậy các bạn. Thì do là cái ngày hôm đó tụi nó ham chơi, nó qua bên phòng của nhỏ chị kia đó, nó nhậu rồi nó đi bar đến nỗi mà tới gần khoảng như là qua khuya nó mới về các bạn, lúc đó gần 2 giờ sáng. Thì khi mà nó về thì nó mở cái giỏ sách nó ra, nó thấy là có cái gói bánh và cái bó nhang, thì nó mới nhớ, nó mới sực nhớ lại rằng là mình sẽ cúng đó. Thì lúc này là nó cứ đem ra và nó cúng đại và nó vái rằng đó là nếu con với bạn con là đến đây nghỉ thôi, nếu mà tụi con có làm gì mà đến Phật ý đến chị thì dạng như là tha lỗi, ngày mai tụi con về rồi. Thì sau khi mà nó cúng xong thì hai đứa leo lên giường nằm, hai đứa lên giường nằm mà lúc này hai đứa cũng chưa ngủ luôn nha các bạn, mới khoảng chừng 4 5 phút sau thôi là tự nhiên hai đứa chùm cái mền kín mít thôi. Con nhỏ bạn rất là sợ và run run thì nó mới lắng tai, hai đứa đều lắng tai nghe, thì nghe cái tiếng giống như xé bịch bánh vậy các bạn, xé cái bịch bánh ra và vừa ăn bánh vừa hát rõ ràng luôn, nghe cái tiếng như vậy. Và hai con này run rẩy và con nhỏ bạn nó sợ đến nỗi mà khóc
nước mắt rơi ra rất là nhiều. Thì sau một hồi khi mà nghe cái tiếng xé cái bịch bánh xong, cái tiếng khóc xong thì hoàn toàn im im lặng hết, im bặt trong cái phòng đó. Thì khi mà nghe im bặt rồi, hai đứa phóng ra nhảy xuống dưới vào cái bàn tiếp tân luôn, không dám ngủ lại nữa các bạn. Và khi mà xuống dưới thì gặp cái thằng ngồi mà tiếp tân đó, và nó kêu cái thằng tiếp tân đó cùng cái ông chủ lên, cùng đi theo lên để cho hai đứa dọn đồ đi về liền chứ không có dám ngủ lại thêm một miếng nào nữa. Thì khi mà về ra thì hai đứa mới đi ra một cái quán, và cái quán đó đối diện xéo xéo với cái khách sạn đó để mà ngồi nghỉ, ngồi đợi tới sáng có xe đi về. Thì đây là cái câu chuyện mà nó nói rằng á, là em bị cái lần đó em rất là sợ, và em nhất quyết từ đây về sau em không dám đi ngủ khách sạn mà một mình hai mình như vậy chị ơi. Đó là cái câu chuyện nó cũng gửi cho Thi bằng cái tin nhắn, thì Thi sẽ up lên trên web của Thi nha các bạn. Thì thêm một cái câu chuyện nữa là câu chuyện này tên là gốc, một cái gốc xoài ở tại tỉnh Biên An Giang gần núi Cấm các bạn. Câu chuyện này của một bạn gửi cho một bạn nữa để gửi cho Thi và yêu cầu Thi giấu tên các bạn. Thì bạn kể về đó là cách đây khoảng năm 2009 thì gia đình của bạn chuyển đến cái khu vực mà Ô Tức gần cái núi Cấm. Thì các bạn cũng biết là cái núi Cấm là nó huyền bí tới mức độ nào rồi, và cái khu vực đó là toàn là những cái gốc xoài thôi các bạn, và cây ăn trái mà không có điện nước. Và tới bây giờ thì không biết là có điện nước hay chưa, thì nhưng mà nó nói cái thời điểm đó là hoàn toàn không có điện nước gì hết, và người dân phải sử dụng củi để mà nấu ăn đó các bạn. Thì lúc đó là gần đó là có một cái gốc xoài hơn 100 năm của một bác ba, và nó giấu tên các bạn. Và có một gia đình của một cái người đó thứ bảy, và gia đình người này đã chuyển về Gò Công để sống rồi. Và gia đình của nó thì ở cách đó khoảng 2 mẫu. Thì lúc đó xảy ra một cái câu chuyện là cái gia đình của cái người mà bác bảy đó đó là có 2 3 chị em nữ và 2 người con trai các bạn. Và có một cái người đó tên là Loan, và người này á, là chỉ mới vừa chuyển về đó để mà sống á, thì cái ngày đầu tiên thì cái người này á, là đã đi ra ngoài cái gốc xoài đó ngồi và nói chuyện với ai không rõ là ai, mà chỉ biết là ngồi nói chuyện mà xưng chị em thôi các bạn. Và từ đó là cái người này đổi tính đổi nết, cứ ban ngày á, là ngủ và trốn ở trong cái phòng không có ra, và cứ ban đêm là lại ra cái gốc xoài đó để nói chuyện. Mà trong suốt 1 năm luôn các bạn, gia đình đó là ai mà vô trong cái phòng đó kêu thì phùng mang trợn má lên rất là ghê, và nói là đứa nào vào đây là tao bẻ gãy cổ đó. Thì sau đó là tự nhiên đó là 1 năm trời là cứ xảy ra như vậy. Thì gia đình này mới mời một ông thầy đến, và ông thầy này mới nói rằng đó là cái người mà theo cái người tên Loan đó, là cái vong theo đó là nó thành tinh rồi. Tôi e rằng tôi không thể trị được, khuyên là gia đình nên dọn đi ở một cái xứ khác đi, đừng ở đây nữa. Nhưng mà gia đình này là do chắc có lẽ là họ không có cái khả năng để mà mình mua một cái miếng đất khác, thì họ cứ tiếp tục ở đó các bạn. Thì sau khi ở đó thì một người chị thứ ba lại bị dại các bạn, bị bệnh dại á, và một thời gian sau thì người út, người con trai út lại bị bệnh dại. Rồi xong rồi hả, một thời gian sau nữa thì cái người thứ bảy, cái bác bảy đó đó là bị chết. Thì gia đình quá sợ cho nên mới chuyển về Gò Công. Thì trong cái khu vực đó là nổi tiếng lắm các bạn, những người mà chăn vịt đó là họ hay lùa vịt đó, là họ hay nghe những cái tiếng mà xoài rớt đó các bạn. Thì họ nghe cái tiếng đó, họ dự định là sẽ đi ra ngoài đó sáng hôm sau ra để mà đem về cho con cháu ăn, tại xoài chín rồi, ngay cái mùa xoài mà xoài chín rớt là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đến sáng ra thì lại không thấy cái trái xoài nữa, chỉ nghe tiếng bịch 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 ban đêm vậy đó. Rồi có những người mà làm thốt nốt các bạn, là họ gánh thúng, đi buổi đêm đó, thì họ lại thấy một cái người con gái, và người này mặc một cái áo bà ba màu đen, và có những cái hoa cúc các bạn bự bằng cái dĩa ăn cơm vậy đó. Nhưng mà cái mặt, cái đầu to như cái thúng, và tóc thì xoăn 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 xoăn, mà cái đầu to như cái thúng vậy. Thì những người mà gánh thốt nốt ban đêm để đi bán hay là làm thốt nốt gì Thi cũng không rõ, tại vì cái tin nhắn đọc thì cũng không có hiểu lắm. Thì khi mà họ thấy có người đàn bà đứng đó thì họ cứ nghĩ là ai, thì càng đến gần xem là ai, thì cái người phụ nữ đó xoay mặt lại thì mọi người đều hoảng hốt các bạn. Là cái người phụ nữ này á, gương mặt rất
rất là bự luôn, to như là một cái mâm mà bự, rất là bự, và có hai đôi mắt như là cái kén sành nữa các bạn, con mắt lòi ra như cái kén sành, còn cái gương mặt thì tím rịm thôi và cười hí hí rất là ghê. Thì những người này bỏ thúng quăng gánh để mà chạy thôi, vậy mà chạy thì sáng hôm sau thì đông người ra mới lấy thúng về các bạn. Đó là, hoặc là có những người đó, họ nhìn thấy những cái lửa lửa và lửa nó cứ bay, những cái đốm lửa ma trời đó là cứ bay là và cứ đến cái gốc xoài đó, nhưng mà không ai dám đi theo hết các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi. Thì nói chung là Thi đọc câu chuyện này Thi cũng hơi khó khó hiểu một chút xíu, nhưng mà Thi đã cố gắng để mà hiểu nhất để mà kể cho mọi người nghe rồi. Hy vọng rằng là khi mà nghe xong chuyện này thì các bạn lên web của Thi để đọc cái tin nhắn của bạn, xem các bạn có hiểu được ý của bạn nói gì không nha. Rồi hôm nay Thi kể một cái câu chuyện ngoài lề một chút xíu các bạn. Thi có một người bạn ở trên Face, và người này Thi kêu là anh tại cũng lớn tuổi hơn Thi. Thì ảnh mới kêu Thi, ảnh nói rằng em tự nhiên anh đang nói chuyện với lại vợ sắp cưới của anh, thì cái chị đó là vợ sắp cưới của anh này, là tự nhiên đang nói chuyện vậy tự nhiên đổi giọng, và cái người con của cái chị đó, cái người con đó là hồi xưa là chị bị sảy thai các bạn, cho nên nó là người con đó đã nhập vào chị này và chat trực tiếp trên Facebook với anh luôn. Khi mà chat như vậy thì hai anh và cái bé đó chat qua chat lại. Lúc đầu thì anh không có tin các bạn, anh nghĩ là người vợ sắp cưới của anh đùa thôi, nhưng mà nói qua nói lại thì anh tin. Và anh gọi video trên Facebook thì anh thấy vợ sắp cưới của anh khóc sưng mắt hết, khóc sưng mắt hết, và do là người vợ sắp cưới của anh đang chat với một thầy, và thầy này á là đang hướng dẫn người vợ sắp cưới của anh đi chùa rồi hoặc là làm gì cúng dường gì đó. Thì do là nó thấy mẹ của nó đang chat với thầy như vậy á thì nó nhập vào để mà nó hỏi thầy một số chuyện các bạn, hỏi thầy đi theo học Phật các bạn. Nghe hơi lạ kỳ, hơi ngộ ngộ chút xíu các bạn ha, nhưng mà có cái tin nhắn anh có chụp cho Thi xem là nó kêu là bác đợi chút xíu đi, nó nói cái tin mà vợ anh nhắn cho anh đó, nhưng mà lúc đó là bà đã bị cái đứa bé nó nhập vào rồi. Thì nó kêu là bác đợi chút xíu đi, con nói chuyện với thầy con xong rồi con mẹ con nói chuyện với bác. Thì anh này cứ kêu vợ ơi vợ đừng có đùa với anh, vợ anh lại vợ đó, vợ đừng có đùa với anh, nhưng mà nó cứ một mực nó trả lời là con đang nói chuyện với thầy, bác đợi chút xíu lại gì. Nó kêu bằng bác các bạn, và thầy có làm tặng cho nó một bài thơ và nó cướp nguyên cái bài thơ đó qua nó gửi cho anh bạn của Thi luôn. Thì các bạn muốn biết rõ cái câu chuyện này thì các bạn muốn thấy cái tin nhắn mà nó nhắn cho anh bạn của Thi á, thì Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên cho các bạn xem các bạn. Cái màn hình đó rằng là nó quyết nó muốn theo Phật và nó muốn cúng mình cho Phật các bạn, và nó muốn thiếu mà kiếp sau nó thành người thì nó muốn là một cái người mà tốt, đó là một cái vong linh của một đứa trẻ, mà tại vì đây là mẹ nó bị sảy thai chứ không phải là bị phá thai các bạn, cho nên nó cũng hiểu cho mẹ nó lắm, nó không có mà phá mẹ nó nhiều, lâu lâu nó cũng hay nhập vào nhưng mà anh cũng không tin. Nhưng mà đến hôm nay thì anh mới tin các bạn, khi mà bà xã sắp cưới của anh nói rằng nó cũng hay nhập vào lắm. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày thứ sáu, là hôm nay là 2 tháng 9 luôn đó. Thì Thi dự định là nghỉ lễ nhưng mà các bạn không chịu cho nên Thi kể. Thì bây giờ là cái chuyện cuối cùng rồi, chúc mọi người một kỳ lễ vui vẻ, ngày thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình nha. Hẹn với mọi người ngày thứ hai. Thi xem coi, Thi sẽ ghi một cái status ở trên Facebook của Thi, hoặc là nếu mà bạn nào có gửi chuyện cho Thi thì bạn làm ơn gửi lại giùm cho Thi nha. Làm ơn comment lại là em gửi chuyện hồi tháng 5 để Thi xem coi còn sót câu chuyện nào không. Còn nếu mà bạn nào gửi cho Thi qua cái Zalo hoặc là qua cái Facebook mà Thi không đọc được, mà các bạn thấy ở trên YouTube đó, thì các bạn nhận xét vào cái tên, hoặc là các bạn gửi cái link của mà cái cuộc gọi, cái cuộc hội thoại đó để cho Thi dễ vào, dễ xem nha các bạn. Thì bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ngày thứ hai. Thi sẽ kể những câu chuyện ma mới cho mọi người nghe nha. Xin chào.